Hỡi nhân thế còn tin ai nữa không, khi niềm tin dần xa nơi cuối trời. Người đổi thay trắng đen không đoán được, bao lời nói chỉ chót lưỡi đầu môi. Không là chi tình thân luôn vây quanh, chút lời danh dần chia hai con người. Được và mất mấy ai tự hiểu mình, tiền là giấy cách chia đổi nghĩa tình. Cầu sang thập hèn duyên số nào biết nay vương mang, hơn nhau là nghĩa nhân trong mọi người. Đời đâu chỉ là thế, cuối đời cũng chỉ là thế, ai không trở về mồ đất sâu. Thế thái nhân tình đổi thay bằng những câu chua cay, hơn thua là chữ nhân để lưu đời. Đời khi có được mất, số trời cho ta mà thôi, không ai giành lấy được đâu. Đời khi có được mất, số trời cho ta mà thôi, không ai giành lấy được đâu. Em xin chào quý vị giám khảo ạ. Cảm ơn anh Xanh ạ. Và chúc mừng anh hoàn thành ca khúc của mình rất là xuất sắc ạ. Ban giám khảo thấy sao ạ? Anh Trấn Thành là anh ngạc nhiên nhất trong bài này là... Ê, đang hát có cái vụ đọc thơ nữa mới ghê. Hát mà cũng có nói lối nè. Thôi và thấy là thế, chỉ đời hạnh phúc cái chứ. Cái này là điểm nhấn của cái tâm lý bài hát. Mà có duyên lắm. Thế thái nhân tình đổi thay bằng những câu chua cay, hơn thua là chữ nhân để lưu đời. Bạn ca rất là dễ thương, và nó có cái gì đó nó mộc mạc, nó gần gũi với mọi người. Và tôi nghĩ rằng là chỉ cần bạn bình tĩnh một lát nữa, bạn sẽ hát rất là hay. Dạ, tại em lần đầu tiên lên sân khấu lớn với lại gặp ba vị giám khảo, em hồi hộp quá. Biết mà. Nhưng mà cái khoảng vang của bạn rất là tốt. Tâm lý bạn hát những nốt thấp nó hơi rung chút xíu thôi. Bạn chỉ cần mà giữ bình tĩnh thì vòng kế tiếp bạn sẽ hát rất là tốt. Yên tâm nhé. Cố lên. Mong anh nhiệt tình hơn nhiều. Giọng của bạn này á, hát mấy cái bài nhạc tình mà thẳng mà để khoe giọng á, Trâm thấy là nó sẽ phù hợp lắm á. Nè, em cái kiểu này vậy nè. Dẫu biết cuộc đời nào đâu có ai ngờ. Biết bài đó không? Rồi làm lại cả hai bài. Dẫu biết cuộc đời coi. Vô. Dẫu biết cuộc đời thường không giống như mong, và chuyện tình yêu là do duyên số. À, cứ đã. Vô á. Được mà. Ráng dòng hai bình tĩnh nha baby. Rung, nãy giờ thấy đứng đây mà rung, hay là tại vì đứng kế em rung thì em không biết. Ờ, chắc vậy á. Sam, Sam, hỏi nhỏ coi. Thử đi. Có bạn gái chưa? Trời ơi, trời, sao cái câu nó nghe ghê vậy hả? Trời. Chứ mình sắp ăn tươi nuốt sống. Trời, sao mà em xài cái câu slogan của anh vậy? Sao cơn, trả lời chị Sam kìa. Trời ơi, sắp rớt cái tim ra ngoài. Trời ơi, mặt xanh hơn rồi kìa. Trời, khó trả lời quá, bỏ qua cho em đi ạ. À. Phải là từ chối không mọi người? Thôi, cái đó là tát thẳng vô mặt luôn á em. Khoan, mà khó trả lời là sao? Chừng nào ta hỏi là chịu em không? Cái đó mới khó. Dạ thật sự em, dạ thật sự em có bạn gái rồi ạ. À. Ờ, vậy thôi. Thà vậy chứ đừng kiểu kia mới công người ta nghĩ là từ chối. Nhưng mà đó, cái này là tại vì có bạn gái thôi. Hoa đã có chủ. Chậu đâu có không. Sao nói đúng á, là thà vậy. Chứ nhiều khi nói, nhiều khi người ta lại hiểu lầm. Giống như kiểu cũng muốn đẩy đưa nhưng mà không dám, rồi kiểu này nọ, đúng không? Dạ. Ủa, bây giờ cái này chương trình hát mãi ước mơ mà mọi người. Cố gắng để vòng sau mình có thể hát được tốt hơn nha. Chứ thấy đứng rung quá. Tại sao? MC chương trình mà đẹp quá, ai đứng kế cũng rung chết thiệt. Ngày hôm nay là anh Xanh tới đây là vì muốn giúp cho người bạn của mình, đó chính là anh Định. Anh Định thì di chuyển hơi khó khăn, chắc là để em xuống. Ok. Anh Định ngồi đây đi ha. Ngồi em đi. Ngồi kế bên anh. Dạ.
Hồi nãy định nhìn thấy cũng còn khỏe lắm, con Sam xuống mệt nữa. Bây giờ chương trình MC mà nó đẹp quá, nó cũng làm cho người chơi cũng hồi hộp bối rối. Rồi cái người thụ hưởng người ta cũng mệt thêm. Chắc mai mốt đổi MC quá. Đổi anh Đức Lam. Người chơi mất tập trung là không hát được luôn chị. Thì như hồi nãy trong cái clip em có thấy là mẹ của anh Xanh với anh Định hồi trước đây là bạn thân, bạn chứ nhau. Dạ đúng rồi chị. Trong một cái tai nạn đi xe máy, mẹ Định chở mẹ em. Mẹ em Định thì bị mất luôn rồi, còn mẹ em thì bị gãy chân. Lúc đó Định cũng bị tai nạn hết một lần rồi. Thế sau này cô mất rồi, Định lại bị tai nạn một lần nữa. Lần thứ hai là mới bị ảnh hưởng tới hộp sọ đúng không anh? Dạ không chị, lúc cái này là bị liệt đầu chị, té là vậy. Rồi lần hai là bị cái gì? Lần hai nữa cũng biết tay. Mấy cái tay này giúp không mới được, đưa lên đưa xuống nữa. Và cái động không được. Cái hộp sọ của mình là nó bị lõm vào đúng không? Bị dập á. Bị dập. Bác sĩ có báo cái chi phí của cái việc ghép hộp sọ đó và cái khoảng phần trăm mà thành công là bao nhiêu không anh? Cái đầu mình một bên vậy là 3 miếng. Bị 3 miếng một bên, một miếng là 75 triệu chị. Rồi cha già cũng gắng đi làm hồ mà không đủ. Bằng đêm thấy con nó ngủ với mình, thấy nó quay qua quay lại, con suy nghĩ lại, thấy tội nghiệp con quá, tôi không biết tính sao để cho con nó được gắn sọ cho nó khỏe lại. Ba miếng 75 nhân 3 đó, 200 mấy. 200 mấy mới đủ. Wow, dữ vậy ta. Nhìn bạn này tôi mới nói là cái vấn đề lái xe bây giờ nó rất là dễ sợ. Đôi khi mình lái đúng luật đó. Khổ ơi là khổ. Nên mọi người ra đường làm ơn, không thương bản thân mình cũng thương những cái người kế bên mình giùm. Hồi hôm qua tôi đang chạy xe ra ngoài đường, tôi thấy một cái ông lái xe vậy nè. Đây con lương nè nha. Pum. Trời ơi, tôi thấy ông liếm con lương hai lần. Chạy xe gì anh? Xe máy. Xe máy có nghĩa là gì? Xỉn. Mà tôi nhìn tôi thấy trời ơi, ông, tôi tưởng ông té hai lần, mà tôi nói ông té một cái bụp xuống là ông chết liền, tại ông chạy rất nhanh. Rồi cái tôi vừa chạy qua đằng sau tôi một cái xe hàng cực nhanh, nó vừa qua mặt tôi né, tôi cho nó đi. Tôi sợ lắm, tại vì có nhiều người ta gấp ta đi cái gì đó, tôi cho đi luôn. Tôi sợ lắm, tôi không có dành đường đâu. Vừa qua cái ông nội là xe hàng tới cái ông vậy nè. Trời, tôi cứ theo ông nó một đoạn đường để tôi coi là ông có bị cái gì hay không. Cứ xe hàng qua cái ông liếm qua một cái theo, tôi nói cho chết rồi. Tôi như là mình liều, tại vì tôi cũng sợ chứ không biết người ta cái người xỉn người ta có làm cái gì hay không. Ép cái xe tôi vô, tôi kêu vô đây. Rồi tôi nói anh tắt cái máy đi, gọi người nhà tới đó anh về. Từ nãy giờ anh chạy anh xém chết 4 lần rồi, nãy giờ tôi ngồi tôi đếm rồi. Anh có biết không, mà thí dụ anh một mình anh không sao, anh quẹt người ta kế bên nữa là người ta mang tội gì anh. Ông à, nhận anh à. Chưa kinh thần à. Tôi nói nè, tôi không có vui lắm với anh đâu nha. Anh điện người nhà anh tới đi. Không sao, qua cái cầu kinh tế là tới nhà rồi. Ta nói nó còn đoạn nữa thôi, tôi không biết tới được hay không đó. Anh không tới mà anh đưa người ta thêm một đoạn nữa, tội nghiệp người ta nghe tối nay. Anh đưa anh mà nói hoài không chịu gọi. Không chịu gọi là không chịu sao? Gọi. Tôi nói ok, giờ anh chạy đây là tôi đã nhắc anh rồi nha. Còn cái đoạn từ đây tới nhà là cái chuyện của anh, thì tôi đã làm cái nhiệm vụ của tôi rồi. Còn anh không nghe, tại vì bây giờ họ xỉn anh không biết làm gì cả. Nếu cái anh hào đó mà có coi lại được cái tập này mà anh nhận ra tôi, thì anh làm ơn anh nhớ đây là cái sai rất lớn trong cuộc đời của anh. Và anh làm ơn làm phước, anh nghĩ đến cho vợ con anh, người nhà anh và những cái người mà anh xém quẹt cái ngày hôm đó, mà đừng bao giờ nhậu mà khi lái xe nữa. Quá sợ hãi. Kinh khủng khiếp. Cảm ơn anh Xanh và hy vọng là vòng sau thì anh sẽ cố gắng hát tốt hơn để mình giành về cái giải thưởng thật cao anh ha. Cảm ơn chị, cảm ơn ba dì giám khảo.
cao sang, lùa là gắm hoa vàng gió. Em không đi tìm người yêu đôi trắng thay đen, em không đi tìm người yêu say đắm giờ hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngốc ngà, lầu cao xé cát em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Anh ơi, em tìm người yêu chung thủy, em tìm người yêu trong mơ, sao nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi, biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Trời cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Mai đây cho dù dần đời góc bế chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau. Đúng bài nhưng mà lo quá thấy anh dưới mặt căng quá, ở trên nắm tay mà dưới lo dưới mất công. Anh ơi không, tối này về Bình Yên nha anh. Cô lo cho thằng này sao giờ anh, anh sợ bước ra đây bất không nổi, bất cứ lúc nào cũng có đồ bay lên trên đó. Vợ người ta mà cứ cách 5 phút nó nắm một lần. Cái gì đâu mà vậy nè, nó có xu hướng làm như thầy biết sao không? Ổng rung lên, ổng phải kiếm cái gì đó. Nắm béo luôn. Đây nè, ổng phải kiếm cái gì đó. Anh diễn với chị nha. Lên đây bà nội. Đây. Chồng bả dưới kìa. Đó, bây giờ ha. Anh bên đây. Ta đây, cái thấy không? Phải rung mà. Đang giờ rung thí dụ. Anh không đi tìm người. Tại vì phải nắm chứ không thôi là không có điểm bám, ca không có được. Bám xong cái bàn đi bên này. Gì vậy ba? Nắm hoài vậy hiểu không? Mà không đưa thì nó kỳ. Tại vô bài rồi thì cái đưa mà cái đoạn cuối có ở nhau muôn đời cái đây ôm nhau ta có ở nhau muôn đời không đúng như nào ôm mỗi tay như nào. Trong khi trọng dưới. Lát nữa mày ra mày chết mày với tao. Anh ơi, lát nữa ra ngoài cẩn thận nghe. Ca mà MV quá. Rất là hay. Hay mà coi như là chạm đến cảm xúc của Nhật Tinh Anh rất là nhiều. Rồi cái bạn nam thì những cái câu hát trên cao, tất cả bài hài đình rất là cao, đều phù hợp với giọng hát của hai bạn hết. Chúc mừng cho tiết mục của bạn rất xuất sắc. Dạ, em xin cảm ơn. Bài này là đúng quãng đúng giọng, cả hai người đều thuận lợi. Nhưng riêng bài này thì tôi chấm cho cái ông dài sọc thêm được tí, là tại vì hát quá hay, giọng rất tình, rất nghệ sĩ và hát từ trong trái tim hát ra. Còn lại một đêm thôi rồi mai ta từ ta. Bạn thân mến ơi, mai đôi đường xa biệt từ đây, để sớm mai này mỗi người một nơi. Tôi rời phố thì xa quê nhà cách biệt sơn khê. Còn lại gì anh ơi, dịu ly bôi cạn rồi, còn giây phút thôi trắng khuya tàn xa biệt từ đây. Dịu đắng men nồng nghe như mặn bờ môi,
dân ngàn nỗi buồn, ta có vui lệ vẫn tuôn dòng. Cuối bạc mình trao lời tâm tình, gửi bao lời tâm sự trong quãng đời sương gió đi qua. Tình bạn đôi ta luôn có nhau trong đời, luôn sớt chia vui buồn những mặn nồng cay đắng gian nan. Mình siết chặt tay nhìn nhau lần sau cùng, mà nghe ôi nao nùng xa cách rồi xin chớ quên nhau. Nghẹn ngào trong tim không nói sao nên lời, bạn đi tôi ở lại nghe trong lòng mà nặng buồn đau. Ngậm ngùi đành chia tay, ngày sau ta gặp lại. Thầm mong chúc anh vui an lành, ước vọng ngày xanh. Dù đã kia mòn nhưng tình bạn đừng phai, xa nhau đừng cách lòng hai phương trời như một niềm thương. Dù đã kia mòn nhưng tình bạn đừng phai, xa nhau đừng cách lòng hai phương trời như một niềm thương. Mừng anh Xanh đã hoàn thành xong ca khúc của mình, hơi rung đúng không anh? Dạ, tại vì cái bài này nó chạm đến cái cảm xúc của em. Em với một người bạn em bị tai nạn á, cho nên em nhớ cái lúc mà hai người mà hay đi chơi chung với nhau, rồi hai người cũng hay gần nhà đó, rồi qua lại nhau. Bây giờ thấy bạn ấy như vậy em rất là xúc động. Em hát bài này em nhập tâm luôn, em thấy thương bạn ấy quá. Lần sau cùng mà nghe ôi nao nùng, xa cách rồi xin chớ quên nhau. Nghẹn ngào trong tim không nói sao nên lời, bạn đi tôi ở lại nghe trong lòng mà nặng buồn đau.